Nếu bỏ hạnh chuyên niệm Phật mà tu nhiều hạnh nghiệp xen tạp khác, thời trăm nghìn người tu khó có được 3-4 người giải thoát. Thiện đạo đại sư là Phật A Di Đà quá thân đó, nghe chị đó. Nếu mà bỏ cái hạnh chuyên tu niệm Phật á, thì ngàn người tu khó tìm được 3-4 người được giải thoát. Còn nếu duy trì được cái hạnh chuyên tu một câu Phật hiệu này, gây dựng tính nguyện kiên cố, thì vạn người niệm Phật, vạn người giảng sanh. Quý vị nhớ nha, cái người chúng ta mà niệm Phật mà chúng ta còn sân hận, còn sai quấy, còn tham lam, còn ích kỷ, còn nhỏ mọn, mà dẫn niệm Phật và tin Phật rước mình, cái này khó nè, khó nè. Đó. Nhiều người niệm Phật bỏ cuộc là điều do ngay chỗ nào? Do ngay chỗ chúng ta vẫn còn sai. Chúng ta niệm Phật mà chúng ta sai, chúng ta sân hận, tí thầy khuyên vậy mà về chúng ta chửi ông chồng, chửi con, rồi chúng ta vẫn còn tham lam. Đi đến chùa thì không trang điểm nhiều mà ra ngoài trang điểm như bà bóng, vẫn còn. Còn như vậy rồi từ từ trong tâm mình thấy rằng tại sao những cái gì thầy chia sẻ, thầy chỉ, thầy hướng dẫn mình đều làm ngược lại, mình làm không được như vậy. Rồi mình vẫn niệm Phật, trời ơi, niệm cho có gì thôi, chứ làm sao dám tin Phật rước. Đây là cái thất bại của người niệm Phật nè. Bây giờ những đức nói với vị nghe, mình là phàm phu của cõi đời này, làm gì chúng ta không còn sai? Làm gì không còn sai? Trời, cái nhân là cái nhân sai. Chúng ta ở cõi đời này là cái nhân sai, cái nhân hư. Mà là cái nhân hư mà làm gì không hư? Chúng ta đi đến cái cõi này là chúng ta là từ cái nhân quả mà gọi là nhân sinh thù nghiệp nè, là cái nhân hư. Phần nhiều đều là hư, đều là sai, sai nhiều hơn là đúng, đúng không? Vậy thì pháp môn tịnh độ này là độ ai? Độ cái người sai, độ cái người hư, độ những con người này mà con người này họ hư, họ sai, mà họ nói rằng tôi là phàm phu, tôi vẫn còn hư, tôi vẫn còn sai, nhưng bổ nguyện Di Đà quá rộng lớn, tôi tin Phật, tôi niệm Phật, Phật rước, con hư con sai, nên con muốn về thế giới cực lạc để con tu học, nên con bây giờ còn hư còn sai ở cõi đời, nhưng con muốn niệm Phật, con tin Phật rước. Dám tin chỗ này không? Đó, chỗ này nè là cái tuyệt chiêu của tịnh độ nè, mà nghe rồi hừng hực cái tâm nè. Đó, lúc này mới thấy rằng mình có cơ hội nè. Nếu như quý vị có thể làm được, quý vị còn hư, còn sai, còn tham, còn chấp, còn nặng nề, còn câu có, còn sân si, còn ích kỷ, còn ngu si, nhưng mà quý vị chỉ cần duy trì có vật hiệu và niệm tin vào rằng khi cận tử nghiệp con, Phật sẽ rước con, chắc chắn cuối đời Phật được. Đó. Chắc chắn là cuối đời Phật được. Nhưng mà không có người dám tin như vậy. Chỉ có cái người mà trì giới, cái người mà thiện lành, cái người niệm Phật, cái người đạt công phu, tự nhiên người ta hoàn toàn, người ta là thâm nhập cảnh giới. Lúc đó người ta rất bình tĩnh, người ta tin rằng Phật rước người ta, và người ta hiểu hết, người ta vẫn biết cái gọi là cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp mà gọi là cứu độ những chúng sanh hư. Còn cái người mà tự nhiên bình bình chung chung, họ không có hiểu sâu về tịnh độ này, là họ đưa lên cái tư tưởng gì? Là phải đoạn ác rồi mới giảng sanh. Bậy. Đoạn ác mà giảng sanh thì phẩm vị cao rồi. Cái người đoạn ác mà giảng sanh thì phẩm vị cao rồi. Còn bây giờ chúng ta nè, là người còn hư còn sai nè, mà chúng ta niệm Phật giảng sanh thì phẩm vị thấp, mà vẫn là giảng sanh. Chỉ cần về cực lạc là không còn thối chuyện, yên tâm. Đó, đặc biệt chưa? Nên pháp môn tịnh độ này là khó nhất là cái gì? Làm sai mà vẫn tin rằng Phật rước tôi. Con tin Phật rước con. Con hư đó, Phật rước con. Con niệm Phật, Phật rước con. Dám tin không? Tin đi, sẽ có kết quả. Rồi niệm từ từ, lâu dài, 5-10 năm sau, cứ niệm đi, niệm đi, niệm đi. Tức khắc trong tất cả cái sai đó, quý vị như là nằm trong tầm tay luôn. Tất cả những việc sai như nó nằm trong tầm tay, bị hết luôn. Vì chuyển sai đúng mà sai, chuyển như thế. Nó không còn một cái gì tình chấp vào đúng và sai luôn. Vì sao? Vì niệm 5-10 năm nó đồng hóa cái tâm mình và câu Phật hiệu. Tức khắc như thế nào đối với cái đúng cái sai, cái vị nó quay luôn vậy đó. Nó nắm trong tay quay vòng vòng chơi, nó không còn cái gì sợ nữa chứ. Lúc đó rồi quý vị mới thấy câu Phật hiệu đúng là đặc biệt. Lúc đó rồi quý vị mới thấy nó đặc biệt. Còn bình bình người ta không có tu tịnh độ này sâu là người ta sẽ nói cái chuyện đoạn ác. Đoạn ác. Như vậy thì cũng đúng, nhưng mà đối với phàm phu sẽ không dám tin mình sẽ được Phật tiếp dẫn. Mà đã là không tin Phật tiếp dẫn mình thì bỏ niệm Phật. Thấy chưa? Thì bỏ niệm Phật liền.
Đó, nên nhớ nha, Phật Pháp là cuộc sống hàng ngày. Nếu như cái người hướng dẫn Phật Pháp mà nói cái chuyện xa vời thì chúng ta sẽ khó dối tớ lắm. Bất cứ một người nào nói xa vời, quý vị nhớ, nhất định sẽ có trở ngại cho người ta tu. Nhắc lại cho quý vị nghe, ở thế gian là có hương linh chưa siêu thoát, có cô hồn vất vơ vất vưởng, đều có hết. Nhưng tuyệt đối về Phật Pháp, chúng ta đừng nên nói những cái chuyện xa vời này. Và chúng ta muốn giúp họ thì chính mình nên tu cho thật là tốt. Chính mình phải an lạc, chính mình phải có tâm giải thoát. Mình có tâm giải thoát thì người ta sẽ hướng đến mình có tâm giải thoát. Mình có cái tín nguyện niệm Phật giảng sanh thì người ta sẽ giúp mình để giảng sanh cực lạc. Chỉ cần quý vị an lạc tâm, quý vị chỉ cần nhớ A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, quý vị đừng bao giờ suy nghĩ đến những cái việc mà ngoài cặp mắt phàm phu mình nhìn thấy. Đừng có suy nghĩ đến cái chuyện đó. Quý vị chỉ cần nhớ A Di Phật, nương vào bổ nguyện thôi, tức khắc chư hương linh gì cũng nương vào quý vị và nương vào bổ nguyện để niệm Phật hết trơn à. Đừng có nói những chuyện xa vời. Nên chùa mình những đứa không bao giờ đồng tình cái chuyện mà người đi đến đây niệm Phật mà bị nhập và la lối sùm. Quý vị thấy có không? Không. Vì sao? Vì chúng ta là phàm phu, cái đó chúng ta không thấy. Nhưng có không? Có. 100% là có. Có chư hương linh. Quý vị đang ngồi tu đây, có rất nhiều người ta cũng cùng ngồi tu với mình, nhưng cặp mắt phàm mình không có thấy. Cảnh giới vô hình mình không thấy được. Từ nơi đó thì như thế nào? Chúng ta không có nói tới cái chuyện đó. Nên mình cũng không đồng tình cái chuyện ai nhập vào người ở trong đây mà ở đây. Mình cũng không đồng ý. Mình chỉ đồng ý họ đi đến đây. Cảnh giới quý vị cứ lo niệm Phật cho tốt là được rồi. Không nói tới những cái chuyện đó. Nó nên chùa quý vị thấy không có chuyện này xảy ra đúng không? Từ người tu trong chùa cho tới người đi đến đây tu không bao giờ có chuyện này xảy ra. Vì sao? Vì người hướng dẫn không có cái tâm này. Nếu những đứa có cái tâm đó thì nó sẽ chiêu cảm cảnh giới đó lên. Nhìn hình thức thì tưởng đâu ghê gớm, nhưng thật sự thì có khi người ta không chấp nhận mình đâu. Vì người ta đâu có thấy. Đúng không? Nên Phật Pháp là đem giáo dục để chỉ dạy, chứ không có nói cái chuyện xa vời. Chúng ta là nương bổ nguyện niệm Phật khi thọ mạng đến Phật trước mình. Chứ cái chuyện chúng ta nói cái chuyện mà xa vời, mà cái chuyện mà chúng ta không thấy đến thì thôi chúng ta đừng có nên nói tới. Nên ai mà hướng dẫn mà nói tới hương linh này kia được, quý vị nghe kệ vị, nhưng mà quý vị nên tránh nha. Đừng có dính vô. Vì sao? Vì chúng ta dù là phá thai 4, 5 lần, 5, 7 lần gì, quý vị chỉ cần nội tâm quý vị mỗi ngày an lạc và chấp nhận rằng bây giờ con lúc trước con phá thai, con là phàm phu nên con hư hỏng, con phá thai này kia đồ nhiều lần. Nhưng bây giờ con gặp Phật Pháp, con sẽ cố gắng con niệm Phật. Dù con có đau đớn, con có khổ đau cỡ nào, con cũng vui trả món nợ này cho xong. Con quyết tâm con niệm Phật, con cầu sanh cực lạc. Bây giờ muốn đòi con sao con cũng chấp nhận, chỉ còn cái thân này là cái thân tứ đại giả tạm này. Muốn đòi sao đó đòi đi, con chỉ cần niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Con chỉ biết vậy thôi chứ con đâu có biết cái gì đến cái chuyện mà bây giờ cầu siêu cho quý vị sao sao. Bây giờ cả bản thân con mà đời này con còn thấy mà niệm Phật mà còn lúc niệm lúc quên, chứ đừng có nói mà nói cầu siêu cầu gì. Bây giờ con chỉ thà con niệm Phật rồi con quyết chí cầu sanh cực lạc. Quý vị muốn đòi con sao thì đòi, kể vị muốn hành hạ sao hành hạ, tôi chỉ cần niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Giữ đúng cái tâm vậy là đặc biệt đó. Giữ đúng cái tâm vậy thôi đặc biệt, đừng có nói xa vời mệt mỏi. Nó gì coi chùa mình quý vị thấy có đọc cái gì không? Không. Vậy có cầu an cầu siêu được không? Sao không được? Cầu không được sao người ở đây an? Cái người ở đây an không lẽ không cầu an hả? Nhân và quả nó có tương đồng, chứ con người ở đây người ta an lạc là đang cầu an cho người ta chứ gì. Đơn giản thôi. Quý vị về đây an tâm mà nói không cầu an. Ai về đây cũng an tâm mà không cầu an. Rồi chiếc máy nghe Pháp nó giải khắp nơi nơi, người ta nghe người ta an tâm mà không cầu an. Cái này là cầu an rồi còn cái gì nữa. Vậy thì cầu an được thì cầu siêu được không? Cầu an được thì cầu siêu được chứ sao không được. Bây giờ thí dụ như cái tâm của người ở đây, người ta lo tu, người ta niệm Phật, người ta có cuộc sống, người ta tu, người ta không bị vướng bận về thiện hay ác, đó là cầu siêu chứ gì. Đó là cầu siêu rồi. Cầu an được, nó an lạc thì cầu siêu được, sao được. Đó, nên từ nó đó quý vị thấy không? Tuy hình thức nó không có, nhưng thật chắc nó có là có hình thức luôn. Hình thức rõ ràng trước mắt mà còn không thấy. Cứ mỗi ngày cứ nghĩ rằng cái tấm giấy cầu an đó là an. Trời ơi, cái này là cái xác thực của con người luôn nè. Đi đến đây 100 người thì an 100 người, đi 1000 người thì an 1000 người, 10000 người thì an 10000 người, ai cũng cười là an chứ gì. Cười là phải an không? Nó,
Có những cô mà ngồi an tâm đến cái mức mà ngồi đông gì mà còn ngủ mà không an. Ngồi tại chỗ đông gì mà còn ngủ được mà không an. Ở nhà mình, ở nhà mình á mà nằm trên giường mà cứ gác tay lên chán hoài khó ngủ đúng không? Khó ngủ vô cùng, ở đây người ta đông đúc, ta vỗ tay sùm hết trơn vậy mà có những cô ngồi an không? Quá an luôn. Nó an đến cái mức mà chúng ta ngồi ngủ tại chỗ mà không an, đúng không? Đó, nó an tâm quá nó mới ngủ được chứ. Nói quý vị thấy không? Nên có những người nào mà khó ngủ đi đến chùa mình ngủ thả ra. Có cái cô thì cô nói tờ ô công nhận chùa thầy công nhận hay thiệt á. Thầy ô ở nhà mà con mong muốn mà con dành nhiều thời gian con ngủ mà con bệnh mắt ngủ thầy ơi, thầy chùa thầy sao ngộ quá. Buổi tối tu xong bắt con lễ Phật thờ con mỏi vô cùng mỏi luôn, bắt con đi vòng ra ngoài kia lễ Phật. Rồi xong tiếp tục con đi về phòng, tự nhiên con nằm ịch ngang, tự nhiên con ngủ. Con ngủ sáng mai mới có 2 giờ rưỡi con nghe keng 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 keng. Trời con ngồi vậy thầy, con mong muốn con ngủ thêm được một chút. Mà vậy mà con lên con tụng kinh, mà con tụng mà con gục lên gục xuống, thầy công nhận chùa thầy công nhận dễ ngủ thiệt. Ngộ ghê không? Trong khi bả nhà bả nó ngủ mới được. À, vậy thấy không? Vậy thấy cái phương pháp chùa đặc biệt chưa? Nên cái phương pháp chùa mình ai mà mắt ngủ càng tốt đi đến đây. Mắt ngủ tôi cho một cái phòng, xong tôi bắt cái máy niệm Phật thiệt to, tôi đóng cửa, tôi phá cửa ngoài lại, rồi là tôi nhốt cả ngày lẫn đêm đó, tôi đem cơm cho ăn, rồi là niệm Phật đi giùm tôi. Nó xong ớp câu Phật hiệu luôn, thử coi bị ngủ không. Trời ơi, càng không ngủ được thì càng tốt cho cái người niệm Phật. Nó nên ai mà mắc ngủ có nghe cơ hội niệm Phật nó niệm đi. Nó chứ đừng có mắc ngủ mà cái kiểu mà nằm mà chằn chọc mà khó chịu, nhắm mắt để cố ngủ, nó làm cho mình thần kinh căng thẳng lắm. Đã là ngủ không được thì chúng ta mở mắt tự nhiên ra, tự nhiên nhất luôn để mà niệm Phật thôi. Khi mở mắt tự nhiên rồi lúc đó mắt nó mỏi rồi tự nó sẽ ngủ. Còn lúc ngủ không được mà cố nhắm, đó là động với thần kinh của mình, ảnh hưởng thần kinh lớn lắm. Tại vì ngủ không được mà cố công, cố ngủ rồi bứt rứt, rồi lăn tới lộn lui, rồi chở gói, này nó làm cho mình bị ảnh hưởng thần kinh đó. Còn nếu ngủ không được thì trạng thái tự nhiên, mở cái mắt tự nhiên gì bình thường luôn. Đã không ngủ được thì mở cái mắt tự nhiên. Khi mở cái mắt tự nhiên một chút rồi tức khắc nó mỏi. Nó mỏi rồi nó ngủ à. Thấy không? Đó là cái tự nhiên nhất luôn đó quý vị. Chứ đừng có nên cố công. Đúng ra thức một đêm không phải là tổn về cái sức khỏe đâu, mà là do thức một đêm của mình á, là mình tức tối là mình không ngủ được. Chứ nếu mà thức một đêm mà mình chấp nhận cái thức một đêm thì nó không có tác hại gì chứ. Những đức thường á, là bằng đêm ít ngủ nha, đức biết mà. Thường bằng đêm nhiều khi những đức ngủ 2 tiếng, hoặc 1 tiếng rưỡi, hoặc có khi những đức ngủ có 1 tiếng không chừng. Nhưng mà sáng mai những đức tỉnh veo, có bị gì đâu. Người những đức lúc nào cũng tỉnh nha. À, lúc nào cũng tỉnh veo mà ít bao giờ những đức mà thấy cực khờ như người khác lắm. Có bao giờ gì thấy những đức cực khờ không? Ít lắm đúng không? Nó có cái cô kia cổ nói, thầy ơi, có bữa mà thầy giảng pháp con tưởng đâu thầy buồn ngủ. Tại sao thì biết không? Cái lớp đệ tử quy bóng đèn á, nó gọi ngay trước mắt những đức mà gần quá. Thêm á, khi nói chuyện một mình nó không có điểm nhìn. Nói chuyện mình nó nhìn gì nè, nó nhìn gì hoài. Còn nói chuyện với con người ấy, thì bị nhìn được con người đó không? Nó có tần số con người mình nhìn nhau vậy nè. Cặp mắt nó không có mơ quỳ mờ. Còn khi mà một mình á, khó lắm mấy vị, không có đơn giản. Một mình á, mà buổi trưa thì những đức thường là ngủ giấc rồi thức dậy đi giảng pháp á. Nhất là buổi trưa mấy vị để ý coi những đức á. Cặp mắt những đức nhìn cái máy quay phim gì chút, cái đầu nhìn chút cái đèn ở trên nó gọi xuống làm cho mắt những đức nó bị chói á. Xong nó sụp mi á làm nè. Nó nói gì hoài, tại có ai đâu mà nhìn. Không có ai để cho mình nhìn, nhưng nên mình cứ gì thôi. Nó mà ngước lên gì cái là sụp mi luôn à. Cái câu kia cô nghe cô nói, thầy ngủ gục. Nó trời ơi ngủ gục sao vậy, quá trời. Tại vì nó có một mình một. Bây giờ có một mình mà ngồi nói chuyện, quý vị nghĩ đi, nếu mà người ta mà không hiểu á, người ta tưởng đâu những đức bị điên không đó quý vị. Ngồi có một mình, có khi mà thứ bảy mà sắp nguyên một hàng ghế không có ai nói chuyện, người ta mà không biết người ta nhìn vô người ta nói ông thầy nói chuyện với Hương Linh. Tại vì ghế không à, ghế hàng mà có mình như đứa ngồi nhìn ngay cái máy quay phim gì nói chuyện gì hoài vậy nè, cứ nói hoài vậy thôi đó. Còn giờ có con người là những đứa có điểm nhìn, hiểu không?
nhìn nè, nó nhìn nè, nên cặp mắt của mình nó có thể lưu động được, quý vị hiểu không? Còn không có ai nhìn, chứ nhìn ngay cái máy hoài rồi đèn cho nó gọi xuống, mắt nó ít chết nữa, nó cứ gì gần chút bắt đầu nó sụp mi. Nó nên từ nơi đó cô cứ nói thầy giảng thấy tội nghiệp ghê lắm, giảng gì đâu mà thấy mệt mỏi ngủ gục. Trời ơi, nên từ nơi đó quý vị biết nó không đơn giản, mà phải rèn luyện, phải tập nó đi, nó tập nó sau này nó không trở ngại. Ví dụ như tập nó không trở ngại, dù mình không có đại chúng này quý vị vẫn nghe những Đức nói chuyện được, tại những Đức tập quen rồi, có mình là quen rồi. Bây giờ mạng truyền thông nó rộng, ở đâu cũng có thể ngồi nghe những Đức nói chuyện được, đúng không? Bây giờ cái trang của mình nó nhiều người biết, từ trang Facebook cho đến cái trang của mình là nhiều người biết lắm. Bây giờ người ta giới thiệu rộng á, rộng khắp nơi nơi, những Đức ở nơi mà nó bay tùm lum chỗ, phân thân được, biến vậy, đúng không? Nó nên có một bữa như Đức nói chuyện là trong cái thời đại này mà chúng ta biết dùng cái thần thông của mạng để mà biến hóa là cũng đặc biệt lắm quý vị. Nó trên mạng thì nó có nhiều thứ, nhưng mà ai biết chọn thì cũng hay lắm á. Nhưng nếu quý vị là người chuyên niệm Phật, nó thấy cái gì ở trên mạng nó cũng là Phật pháp chứ, nó đều là nhắc quý vị vô thường hết trơn, nó không có trở ngại gì đâu. Nhưng nếu quý vị mà chưa đi sâu vào tịnh độ này được thì nó có trở ngại đó nghe, trở ngại đó. Còn nếu đi sâu vào tịnh độ thì lấy tịnh độ làm gốc cho chắc á, thì quý vị coi cái gì trên mạng nó cũng không trở ngại chứ, đều là Phật pháp hết luôn, hoàn toàn là Phật pháp. Nó thí dụ như mình gặp nước nào chiến tranh này kia, mình nhìn là thấy vô thường không à, tự nhiên lúc đó mình coi cái mình thấy nó nhẹ lại. Như bữa đó mà những Đức coi mà ở bên Ấn Độ mà trước thời gian dịch bệnh mà nó tổ chức cái lễ gì mà nó chặt đầu bò đầu trâu á, thảm thương chưa, quá thảm. Rồi thêm cái nữa, công đoạn mà ở Việt Nam mình, mà ở miền ngoài quý vị mà đâm trâu á, thật sự mà nói những cái lễ này đừng nên tổ chức, tốt đừng nên tổ chức, khổ quá, tội nghiệp quá. Mình đang muốn sống, con vật nó đang muốn sống. Quý vị ơi, bây giờ con người chúng ta gì mà tự nhiên kêu mình đưa cổ ra để cho chặt đầu mình, quý vị nghĩ sao quý vị? Trời, cái cảm giác này quý vị nghĩ như thế nào quý vị? Ồ, nó lùa cả 1000 con trâu vào một cái bãi đất, rồi mỗi tên một cầm một con dao thiệt là to, mà nó đứng ở trên, nó đứng nó dưa con dao lên mà nó bửa xuống chặt đứt đầu trâu, mà xác con trâu nằm lển nghển theo cái mặt đường đất hết trơn, quý vị nghĩ cỡ nào quý vị? Còn nước mình thì không có giết nhiều đến mức vậy, mà một con trâu buộc vào một cái trụ quý vị, rồi bắt đầu là nó chạy vòng vòng vậy, mà người ta làm cầm cái giáo quý vị, người ta đâm. Quý vị thấy cái cảnh tình này sao quý vị? Cái cảnh tình này chúng ta nếu là con người có cái sự chắc ẩn gì bên trong, quý vị chịu nói không? Bây giờ những Đức không nói quý vị là người tu gì chứ ha, một con người không tu mà bây giờ mình có cái sự chắc ẩn gì trong tâm mình chịu nói quý vị? Chịu nói không? Làm sao được cái chuyện này? Nếu làm như vậy thì quý vị thấy là cái sự khổ đau của người ta, mình đến với người ta rồi mình sẽ chịu sự khổ đau là đúng rồi, đúng không? Bây giờ mình là người tu hành biết ăn chay rồi mình mới thấy cái sự tâm từ bi mình nó phát lên. Bây giờ những người ngồi ở đây hay những người khắp nơi nghe những công đoạn này, quý vị nhớ nè, nếu như quý vị nghe Phật pháp mà quý vị mà ăn chay trường được, quý vị là người đặc sắc lắm đó. Đặc sắc lắm đó quý vị. Tại vì mình suy nghĩ gì mình, cái tay mình mà khi mình cắt cái gì mà con dao nó chỉ cần cắt phạm vào thịt mình chút thôi là mình thấy đau. Vậy mà một con cá nó đang sống gì mình bỏ một cái chảo dầu nó nóng gần 100 độ, mình bỏ vào mình chiên xèo lên. Quý vị nghĩ bây giờ nếu đặt mình, người ta để một cái chảo dầu thiệt bự mà người ta bắt mình, người ta liền vào cái chảo đó, quý vị cảm giác làm sao quý vị? Cảm giác sao sẽ biết liền gì? Rồi quý vị coi con gà nó đang sống gì, chúng ta đè nó xuống, chúng ta cắt gỗ. Như bản thân mình mà ai dùng sức mạnh hơn mình mà đè mình xuống, mà cái dao mà cắt cổ mình, nghĩ sao quý vị? Suy nghĩ như sao? Nên cái người nghe đạo của mình mà ăn chay trường được là quý lắm quý vị, là quý lắm. Con cái còn nhỏ mà ăn chay được, đừng có nói thiếu chất dinh dưỡng. Đây là cái thiện tâm, đây là cái tích tụ năng lượng mạnh nhất. Ăn chay trường được là quý lắm, nhưng nó bảo đảm 100%. 100% là cái kiếp nạn nhân sinh này là do sát sanh mà ra, chắc chắn sát sanh mà ra. Bây giờ thí nghiệm thử coi, nếu toàn thế giới mà kết hợp lại mà thử, mà trong vòng mà gọi là
nửa năm chờ mà cấm đoán tất cả những sự việc sát sanh tàn bạo này kia đồ, quý vị tin, nhân đức tin 100% là kiếp nạn dịch bệnh này quá giải liền đây, quá giải liền đấy, chắc chắn quý vị biết luôn. Quá giải. Quý vị để ý những người ăn chay niệm Phật đó nghe, vì tổng kết những người ăn chay niệm Phật đi, vì cái khả năng miễn dịch của họ cao, khả năng miễn dịch rất là cao. Rõ ràng là con người có tâm từ bi, cái sức miễn dịch của họ rất là cao. Thì biết rằng một cái tâm từ bi, cái tâm thiện ấy, quý vị, bệnh hoạn tự nhiên nó hết. Nên người xưa mới nói câu, cái người tâm địa ác á, bị bệnh khó trị, cái người mà tâm địa thiện á, bị bệnh dễ trị. Cái tâm địa thiện này nó tự hóa giải chất độc luôn. Đó. Nên mình biết tu rồi, mình thấy cái thời cuộc này thôi, tập ăn chay trường đi quý vị. Ăn chay trường đi, quyết tâm phát tâm ăn chay trường đi, mạnh dạn phát tâm. Những đức ngày xưa mà biết Phật pháp một cái là ăn chay trường luôn, tới bây giờ là gần 13 năm rồi đó. Trước thời gian đó những đức ăn chay trường gần 1 năm rồi mới đi tu, là tới bây giờ là đánh một phát luôn, tới bây giờ là gần 13 năm ăn chay trường. Bây giờ từ khi những đức đi tu tới bây giờ là những đức ăn chay trường, những đức lên ký được khoảng 20 kg, 20 kg thịt. Bây giờ những đức 70 kg rồi đó, khỏe re, tỉnh táo, sáng suốt. Lúc xưa còn ăn mặn uống rượu ngu. Quý vị cho hình quý vị coi rõ ràng đúng không? Cái mặt lúc mà còn ngoài đời quý vị thấy chưa? Còn già hơn bây giờ 40 tuổi. Cái lúc đó bao nhiêu tuổi? Cái lúc mà chụp hình đó bao nhiêu tuổi? Cái lúc chụp hình đó là 28 tuổi. 27, 28 gì đó. Vậy mà già hơn bây giờ 40. Rõ ràng chưa? Ăn chay tâm thiện, người trẻ lâu chậm già. Nên các cô mà ăn chay niệm Phật mà tâm thiện ít sân hận đó nghe, khỏi cần trang điểm nó cũng đẹp, 100% đẹp mà còn sạch. Ăn chay niệm Phật giữ tâm thiện nghe, đẹp mà sạch. Con người mà khi ăn chay niệm Phật rồi nghe quý vị, cái tố chất mồ hôi quý vị từ từ sẽ thay đổi, thay đổi. Trời ơi, những đức ngày xưa, những đức biết cơ thể mình chưa? Nó hôi nách muốn chết luôn. Nó hôi không tưởng tượng được. Mỗi lần mà đi chơi là sức bán mùi. Vậy đó mà những đức ăn chay niệm Phật khỏi cần sức. Nó. Trời ơi, quý vị biết rằng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết ngày cũng nói nè. Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói rằng là ngài có một cái bệnh là hôi miệng. Và Tịnh Không ngày nói lúc còn trẻ ngày bị hôi miệng, nói chuyện gần người ta là người ta chịu không nổi cái mùi hôi, không tưởng tượng được. Mà ngộ lắm nha quý vị, cái mùi hôi miệng á là nó không phải là răng hay là gì đâu, mà mùi hôi này nó từ ở trong ruột, trong ở trong cái nghiệp chướng gì đó nó bay ra. Trời ơi, những đức biết một cái người huynh đệ mà thân với những đức ngày xưa đi tu kìa, mỗi lần mà ngồi chung xe với ổng mà đi đâu á, những đức nói thật sự mà nói, những đức cố gắng mà chịu đựng cái mùi hôi không tưởng tượng được. Mà nó hôi này không phải là chuột chết, không phải là gà chết, không phải là thịt của người chết sình, không phải. Mà cái mùi thúi nó kỳ cục lắm. Trời ơi, ngồi ghế một bên mà nhìn đứa cố gắng, mỗi lần nói chuyện là nhìn đứa cứ là, có nghĩa là nín thở, không thở được. Rồi xong lâu lâu nhìn đứa quay qua một bên, rồi quay lại tiếp tục. Cứ như vậy. Như vậy đó quý vị, mà ổng niệm Phật mười mấy năm còn hết đó. Niệm Phật hết. Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói là chính ngài cũng bị cái bệnh này. Đây là túc nghiệp đó. Túc nghiệp của mình nên cái khi nói chuyện cái hơi nó thúi dữ lắm. Cực kỳ thúi luôn. Vậy đó mà ăn chay niệm Phật nó chuyển luôn đó quý vị. Đó, đây là chính rõ ràng những đức thấy nè, những đức là người hôi hám kinh hồn luôn. Hồi xưa mà gọi là bạn bè mà đi chơi chúng nói sao mày thúi quá. Cực kỳ thúi luôn, bởi vì trời ơi, nói ngày xưa ngoài đời mà đi làm nhiêu là nào là con trai chứ nước hoa, dầu thơm, đồ này kia, đồ xà bông này, xà bông kia, những đứa mua nhiều lắm, vì sao, vì đi chơi á, sức đồ vô cho nó bán mùi đỡ một chút. Bây giờ từ khi đi tu tới giờ khỏe ghê luôn, khỏi dầu thơm luôn. Tắm cùng xà bông rửa tay trong nhà vệ sinh á, mười mấy năm nay tắm xà bông rửa tay trong nhà vệ sinh, thấy không? Vậy mà người nó trắng ra, những đứa hỏi có những cô trong chùa mình á, ngồi gần những đứa ăn uống đồ mà cái ngày chủ nhật mà ngồi họp nói chuyện đồ ngồi gần á,
Những đứa hỏi thật với mấy cô là mấy cô ngồi gần những đứa, mấy cô nghe mùi thúi không mấy cô? Mấy cô nói dạ con nói thật là không nghe mùi thúi nữa. Những đứa nói tội tội ngày xưa mà những đứa mà nếu không sức cái này kia là ngồi gần chịu không nổi đâu, thúi dữ lắm, biết sao á, thúi kinh khủng luôn mà hôi nách. Trời, nói mấy câu này khó nói lắm mấy cô, mắc cỡ lắm chứ không dễ đâu. Anh ta ngoài đời ta mắc cỡ lắm á, nói chuyện hôi nách mắc cỡ lắm, phải không? Những đức thì không có mắc cỡ, tại mình đem ra mình làm gương luôn phước cho rồi đi. Nên tất cả những người ở đây mà lỡ có hôi quý vị cũng đừng có trách, thấy không? Nên từ nơi đó anh tu đi, nó chuyển luôn, nó chuyển cái tố chất bên trong, nó chuyển từ từ, nó chuyển đó là chuyển tốt nghiệp. Khi Hòa Thượng Tịnh Không mà Ngài nói chuyện mà cái miệng Ngài không còn hôi thúi nữa đó, thì lúc đó đó Ngài là có một vị gọi là Phật sống gì đó, là cái vị đó nói câu với Hòa Thượng Không, ông chuyển nghiệp, giảng pháp 10 năm nay, mười mấy năm nay ông chuyển nghiệp rồi. Ông là đúng ra là chết yểu, nhưng giảng pháp niệm Phật, hướng dẫn người ta tu, ông sống rất thọ. Và ông bây giờ chuyển nghiệp rồi. Thì Hòa Thượng Tịnh Không hỏi làm sao biết. Vị đó nói rằng lúc trước chúng tôi ưa nói phía sau ông. Hòa Thượng Tịnh Không sau nói chuyện cái mùi hôi thối khó chịu quá, nhưng bây giờ ông đã hết rồi, có nghĩa là nghiệp chướng ông tiêu trừ. Rõ ràng là ăn chay niệm Phật nó thay đổi tố chất quý vị ơi. Thay đổi từ từ. Những đức nói với vị nghe, nếu tất cả những người nữ mà nghe những đức nói chuyện, nếu quý vị mà giảm trang điểm toàn bộ rồi quý vị sẽ sống trở lại bình thường tự nhiên hết. Bận đồ đừng có bận đồ mỏng manh, đừng có bận đồ mỏng manh áo dây, bận đồ kín đáo đàng hoàng, quý vị trở lại trạng thái chừng 2 năm sau tức khắc quý vị sẽ thấy quý vị trẻ. Chồng cực kỳ thương quý vị luôn, trẻ cực kỳ luôn. Vì sao? Lạ lắm, cái người ta không có nhìn nhận được cái chỗ này đâu quý vị ơi. Một người phụ nữ mà bận đồ kín đáo quý vị sẽ trở thành một con người rất đẹp. Còn một người phụ nữ mà xấu là bận đồ mỏng manh, bận áo dây là xấu. Có nghĩa là cái gì mà quý vị mà khoe thì nó sẽ không còn đẹp, mà cái gì quý vị mà che thì nó mới đẹp. Cơ thể con người phụ nữ mà che kỹ thì đẹp, mà khoe ra thấy hết rồi còn gì đâu đẹp. Thấy hết trơn mà đẹp cái gì. Mà bận đồ mỏng manh nó có một cái tội là khiêu gợi lòng người. Nó có cái tội là làm cho người ta phát dục, tội rất là nặng. Mà cái tội này bị nhiều loài quỷ nó theo mình, là quỷ. Tội quỷ gì? Quỷ dâm dục đi theo không. Nên một người phụ nữ mà khi mà người ta bận đồ mỏng manh, thí dụ như những cái người hoa hậu đồ đẹp đi, là đời trước người ta có cái tu cái hạnh quan hỷ nên người ta đẹp. Nhưng mà đời này vì người ta dùng cái sắc đẹp đó để người ta kiếm tiền, sau này khi mà người ta chưa già, nhưng mà khi người ta xuống sắc đó quý vị, thường là những người đó ung thư không à. Mà toàn là họ ung thư những cái chỗ kín không à, ung thư những cái chỗ độc địa không à. Tại vì sao? Vì họ dùng những cái điểm khiêu gợi nhất để đem ra đi kiếm tiền. Thì cuối cùng nó hư là hư đâu? Hư ngay những điểm nào mà quý vị dùng nó để kiếm tiền, nó sẽ hư ngay chỗ đó. Nói quý vị biết vì sao con người ta bây giờ ung thư ngực nhiều? Vì sao? Vì chính người ta nghĩ rằng những điểm đó để khiêu gợi lòng người. Nên những điểm đó là những điểm tạo nghiệp cực kỳ nặng. Cuối cùng bệnh chúng ta là bệnh gì? Ung thư ngực. Nhớ. Hiểu được nguyên lý này rồi quý vị sẽ trở thành một con người rất đàng hoàng lại. Từ tóc tai đồ trở lại tự nhiên luôn. Tự nhiên là hết hoàn toàn mà gọn ghẽ. Tự nhiên mà gọn ghẽ. Nhớ câu nghe. Tự nhiên mà gọn ghẽ. Chứ không phải tự nhiên mà bày hầy, nghe chưa? Tự nhiên mà gọn ghẽ. Mình là người tu, nó biết chỗ nào nên diện một chút, chỗ nào nên tự nhiên, chỗ nào sao sao nên biết hết hoàn toàn. Thì tức khắc quý vị sống đặc biệt lắm. Rồi chồng nó thương lắm. Tại vì sao? Vì sạch sẽ. Sạch sẽ. Nên từ nơi đó mà những điều những đức chia sẻ đây á, quý vị nhớ nè, tập ăn chay đi. Chưa ăn chay trường được nên phát tâm ăn chay trường đi. Bây giờ chúng ta ăn chay trường để cầu nguyện cho thế giới này kiếp nạn quá giải nè. Chúng ta niệm Phật để cầu nguyện cho thế giới này quá giải nè. Rồi chúng ta không có sân hận trong gia đình vợ chồng sống hạnh phúc để cầu nguyện cho thế giới này quá giải nè. Rồi chúng ta làm con, chúng ta hiếu với cha mẹ mình, chúng ta nguyện cầu cho thế giới này quá giải nè. Đó. Cái tâm niệm niệm của chúng ta là cầu cho thế giới này quá giải, chứ không phải là một gia đình mình nữa, mà chúng ta cầu cho thế giới này quá giải kiếp nạn nè. Thì nhìn Ấn Độ chết không thấy thảm thương không? Tội nghiệp người ta quá. Không, người Việt Nam mình hay quý vị. Tuy nước Việt Nam mình không có giàu, nhưng mà đất nước Ấn Độ người ta vậy, Việt Nam mình ra tay hỗ trợ người ta hết lòng. Trên mạng người ta ghi những lời mà người Ấn Độ người ta ghi ra cảm ơn người Việt Nam. Nó nghĩa là đất nước Việt Nam là đất nước bạn,
một đất nước bạn rất trung thật. Mà nhà Đức nói người Việt Nam mình không thể nào đi đến cái mức mà dịch bệnh nhiều được đâu quý vị. Quý vị biết gì sao? Quý vị hãy kiểm tra lịch sử của nước Việt Nam mình đi. Nước Việt Nam mình không có đi xâm phạm nước người ta. Vì nhỏ xíu mà xâm phạm ai? Không, nó rõ ra là nước Việt Nam mình không có xạo, không muốn chiếm lãnh thổ của người khác. Đi coi lịch sử đi, đất nước mình đều là phòng thủ mà. Người ta muốn là tranh giành nước mình thì mình phải như thế nào giữ đất nước mình thôi, đúng không? Chứ đất nước mình không có xâm phạm đất nước người ta. Mà một đất nước như vậy thì không thể nào đi đến cái mức mà quá cùng cực của khổ đau. Vì sao? Vì con người dân không có ác, lãnh đạo không có ác. Quý vị coi có những đất nước mạnh nó cứ đè áp, nó ăn hiếp người ta không à. Vậy nó mới có hiếp nạn đến chứ, còn đất nước mình đâu ăn hiếp ai đâu. Đất nước Việt Nam mình coi lịch sử không thấy ăn hiếp người ta nghe. Đều là bị người ta ban đến là đánh mình không à. Đánh thì mình thủ vậy thôi. Nó chỉ có vậy thôi chứ đất nước mình không có cái kiểu mà đi xâm lấn người ta, hiểu không? Nhưng nếu mà mình mà nghe đạo rồi, nghe quý vị, cái người mà lãnh đạo mà người ta nghe đạo rồi, mỗi một đất nước nên sống cho thật tốt đi. Tạo ra làm chi một cái sự chiến tranh hơn thua làm chi quý vị. Thật sự mà nói giống như mỗi một nhà mình sống cho thật tốt gia đình mình đi. Gia đình mình tốt, gia đình nọ tốt, gia đình nọ tốt thì gia đình ai cũng tốt, thì cái đất nước này nó thái bình thịnh trị. Và thêm một cái nữa, dân giàu nước mạnh chứ làm sao, đúng không? Bây giờ gia đình mình lo chưa xong mà mình chạy lang ba làm chi. Ví dụ như hàng Phật tử bây giờ mỗi tuần chủ nhật đi đến đây để nghe Phật pháp, là để đem về áp dụng trong gia đình, chứ không phải kêu quý vị mà xách giỏ đi vòng vòng, đi khơ đi hoài. Nó nên những đức thường nói câu mạnh dạn cho quý vị nghe, nghe Phật pháp để áp dụng chính mình, chứ không phải chúng ta cứ lo cái bên ngoài không mà không chịu lo tu, hiểu không? Đừng có lo cái bên ngoài không mà không lo tu, nghe không? Nó nên những đức khuyên quý vị là đừng có đi tối ngày mà bỏ nhà bỏ cửa. Đi đến đây là tu cho nó nghiêm túc một ngày. Từ khi quý vị biết những đức tới bây giờ, có bao giờ những đức dẫn quý vị đi chơi đâu? Không. Như hiện tại đất nước mình mà có nhiều chỗ những đức có biết đâu. Như miền ngoài là chịu thua luôn á. Không biết cái gì mà miền ngoài luôn. Nó còn cái gì, chứ đừng có nói mà nước ngoài, miền ngoài là dùng mà miền ngoài Hà Nội rồi. Không biết một chút xíu gì luôn. Nó nghĩa là có nhiều người ta đi tu người ta biết lắm, nhưng nhà Đức không muốn biết gì. Nhà Đức chỉ muốn biết ở đâu thế giới cực lạc. Muốn một đời này về cực lạc để biết thôi. Nên mong những người mà nhà Đức chia sẻ, quý vị cũng có cái tâm này đi. Nó mỗi ngày sống thường ha ha ha. Dù là bây giờ có bao nhiêu sự bất an gì, nên giữ cái tâm bình thường, niệm Phật. Nhớ, niệm Phật lễ Phật, tâm thường an vui. Nhớ. À, hôm nay chúng ta học đến đây, chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần chủ nhật tại tổ đình hộ pháp, chúng ta từ chư tăng ni cho đến hàng Phật tử về đây rất là đông. Chúng ta về đây để niệm Phật, được nghe chia sẻ Phật pháp, rồi chúng ta được cúng thí thực và phóng sanh. Cái công đức mà cộng lực đại chúng này tu lớn dữ lắm, nên chúng ta về đây tu cũng có những người mang nghiệp phá thai. Nên mình về đây tu thì những hương linh thai nhi cũng về đây. Hoặc là trong gia đình mình hay là cái khu đất mình ở cũng có những người mắc chưa siêu thoát, từ thân bằng quyến thuộc hay là những người có duyên trong đời này nhiều đời nhiều kiếp mà họ mắc chưa siêu thoát, họ cũng đi theo chúng ta về đây tu. Nên chúng ta tu an lạc, họ cũng hưởng được an lạc. Chúng ta khi tu xong ngồi lại một chút để mình cúng thí thực, thì người thân của mình hay là những quán thân trái chủ, người ta cũng được hưởng tài thọ thực, và người ta được hưởng cái công đức phóng sanh để tỳ hỷ.
Nên quý vị khi ngồi lại thì cái tâm của mình á, mình trụ ở nơi Tam Bảo thì cái phần âm mà người ta đi theo mình, người ta cũng ở đây để người ta hưởng được cái công đức này, phải nhớ. Nên từ nơi đó mà cái công đức của toàn thể đại chúng này rất là lớn. Chúng ta nguyện hồi hướng á, cầu cho toàn thế giới những cái kiếp nạn dịch bệnh đồ được hóa giải. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng. Ngày năm nay ngày 80 tuổi, sức khỏe càng ngày càng yếu. Ngài xây chùa, chiền đồ và tạo điều kiện cho chúng ta niệm Phật. Chúng ta nguyện đem công đức tu hành, nguyện hồi hướng cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng. Ngài có sức khỏe, trụ thế gian lâu dài. Chúng ta nương vào cái đức của Ngài để mà hành đạo. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể đại chúng. Nguyện cho tất cả quý vị và gia quyến và tất cả các cháu nhỏ về đây niệm Phật đều có sức khỏe và gia quyến sống hòa thuận, biết tu hành niệm Phật tin nhân quả, phát Bồ Đề Tâm niệm Phật ăn chay để tu hành, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạo quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả quán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta từ vô tình giết hay cố ý giết, nguyện hồi hướng cho họ. Chúng ta nên hóa giải cái quán thù, quan gia nên giải không nên kết, phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiết, ngã đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngũ tình chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiết, ngà đặng dự ngũ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đắng cô hồn chung ngã kim tí như cung, nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà vợ việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà vợ việt nhật ra hồng, tam bà vợ việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp, phát bồ đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho tất cả các vị giải thoát thân súc sanh, quy tam bảo nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra, cha mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật Pháp, được chư vị đồng tu các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A-di-đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy Đức Phật A-di-đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài của mô các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật của những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nhé. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Xin mời đại chúng chúng ta xuống dãy đường đi dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.